Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 5 có những thông tin đáng chú ý sau đây. Những ngày nghỉ lễ du khách đến tham quan Hội An tăng cao. Hiệu quả từ chương trình sắp xếp dân cư ở miền núi Quảng Nam. Quảng Nam phấn đấu duy trì các chỉ số thành phần tốt trong chỉ số PCI. Thưa quý vị, trong các ngày nghỉ lễ dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5, phố cổ Hội An đón hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan. Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An, trong hai ngày 29 và 30 tháng 4 đã có 12.000 lượt khách mua vé tham quan phố cổ. Nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn Hội An là điểm tham quan nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày. Tại phố cổ, các di tích như Chùa Cầu, Hội quán Phúc Kiến, Nhà cổ Tấn Ký và các địa điểm du lịch là nơi thu hút đông du khách đến tham quan. Cao điểm nhất là vào chiều tối, nhiều tuyến đường và các điểm du lịch nổi tiếng trong khu phố cổ Hội An chật kín người qua lại, nhiều resort, khách sạn kín phòng trong dịp lễ. Tại các điểm bán vé trong các ngày lễ, lượng khách đến đông hơn ngày thường, tuy nhiên không có tình trạng chờ đợi vì ban quản lý đã phân bố hơn 10 điểm bán vé quanh các trục chính trong phố cổ. Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An, chỉ trong 2 ngày 29 và 30 tháng 4 đã có 12.000 lượt khách mua vé tham quan phố cổ. Với tình hình thời tiết thuận lợi và nhiều hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc đa dạng, thành phố Hội An tiếp tục sẽ là điểm tham quan du lịch hấp dẫn cho du khách trong các dịp nghỉ lễ như thế này. Thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Nam, tình hình trật tự an toàn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 1 người và 3 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái thì tăng 2 vụ, tăng 1 người chết và tăng 3 người bị thương. Riêng tai nạn giao thông đường thủy và đường sắt không xảy ra. Cũng trong 4 ngày nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 355 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó có 141 trường hợp liên quan đến vi phạm nồng độ cồn trong hơi thở của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong dịp nghỉ lễ, chuyển kho bạc nhà nước thu 688,5 triệu đồng, tước 4 giấy phép lái xe có thời hạn và tạm giữ 155 phương tiện vi phạm để xử lý. Được biết, trước lễ, Ban An toàn Giao thông tỉnh yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông, công an các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường phối hợp với thanh tra giao thông, vận tải, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tuần tra kiểm soát và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tập trung vào xử lý các hành vi vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn, điều khiển phương tiện đi sai phần đường, làn đường, tín hiệu đèn giao thông, cương quyết trấn áp các đối tượng manh động chống người thi hành công vụ trong lúc tuần tra kiểm soát. Sau 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quảng Nam đã hoàn thiện và khai thác hiệu quả nhiều khu cụm công nghiệp. Tính từ thời điểm năm 2018 đến nay, Quảng Nam đã thành lập mới thêm 3 khu công nghiệp với tổng diện tích 1.134 ha, tổng vốn đăng ký đầu tư 4.403 tỷ đồng. Ngoài ra, đang tập trung giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, khu công nghiệp Tha Cô Chu Lai, khu công nghiệp An Hòa. Tính đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Nam có 14 khu công nghiệp đã được thành lập với tổng diện tích 3.676 ha, tổng vốn đăng ký đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng là 8.925 tỷ đồng. Về hạ tầng giao thông đường biển, cảng biển Quảng Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch là cảng biển loại 1, đang xúc tiến triển khai các dự án về đầu tư vào các bến cảng, luồng tàu 5 vạn tấn, lập đề xuất quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Quảng Nam tích hợp vào các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành. Hiện sân bay Chu Lai cũng được tổ chức quy hoạch lại theo tiêu chuẩn cấp 4F, hạ tầng trong và ngoài sân bay đã được đầu tư nâng cấp và đã đưa vào khai thác các tuyến nội địa với quy mô 1,7 triệu lượt hành khách mỗi năm. Dự án thành phần HAV2 đường dẫn cầu Cửa Đại Nam Hội An, hay còn gọi là đường Võ Chí Công, được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 2303 ngày 20 tháng 8 năm 2020 và khởi công vào ngày 21 tháng 12 năm 2021. Đến nay, làn đường mới này đã được kiểm tra đảm bảo an toàn giao thông khi thông xe đường dẫn cầu Cửa Đại Nam Hội An, đường Võ Chí Công để sơn và duy tu thêm làn đường đang khai thác. Hiện các hạng mục mặt đường bê tông nhựa và an toàn giao thông phần đường mới từ nút giao với DH6, DX, km 6 400 đến ngã 5 Hội Anna, km 8 500 và đoạn từ nút giao với quốc lộ 14E mới, km 18 400 đến nút giao với quốc lộ 40B, km 42 880 đã được thi công hoàn thành.
Từ ngày 25 tháng 4, theo đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam, chính thức cho thông xe làn đường mới Võ Chí Công để sơn làn đường đang khai thác. Trước đó, đơn vị đã có văn bản và thông tin rộng rãi về việc tổ chức giao thông trên tuyến để người dân và người tham gia giao thông biết. Thưa quý vị, chiều qua ngày 1 tháng 5, một vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại hố Giang Thơm, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, khiến một học sinh lớp 9 trú tại Tam Thăng, Tam Kỳ tử vong. Đáng nói là địa điểm này trước đây đã có nhiều trường hợp đau lòng tương tự xảy ra. Dù được các ngành chức năng liên tục cảnh báo nhiều lần, nhưng sự việc đau lòng trên vẫn tiếp diễn. Một trong những loại thương tích thường gặp nhiều nhất ở trẻ em những năm qua là tai nạn đuối nước. Tại Quảng Nam, năm 2022, có đến gần 30 trường hợp trẻ tử vong do đuối nước. Hầu hết các vụ tai nạn đuối nước đều xuất phát từ việc các em rủ nhau đi tắm tại các ao, hồ, sông suối, biển mà không có sự quản lý của người lớn. Thời gian qua, công tác tuyên truyền phòng chống đuối nước ở trẻ em luôn được các ngành chức năng vào cuộc quyết liệt và đồng bộ. Nhiều hoạt động thiết thực được triển khai như phổ cập bơi trong trường học, trang bị kỹ năng sơ cấp cứu đuối nước, xây dựng công trình hồ bơi lắp ghép để dạy bơi cho học sinh nhằm giảm thiểu phòng chống đuối nước cho học sinh. Đặc biệt ngay trước kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã đề nghị các cơ quan thành viên Ban An toàn Giao thông tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm để tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước trẻ em, giảm thiểu thương vong khi xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, đặc biệt là lứa tuổi học sinh trong những ngày nghỉ lễ, nghỉ hè, mùa mưa lũ và các đợt nghỉ lễ Tết. Trong đó nhấn mạnh việc tăng cường giáo dục, đổi mới phương pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho giáo viên, phụ huynh, đặc biệt là học sinh về kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước trẻ em trong trường học. Qua 3 năm triển khai thực hiện, dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển bò thịt F2 từ phép lai giữa bò đực 3B và bò cái lai Cebu trên địa bàn huyện Hiệp Đức đã bước đầu cho kết quả khả quan. Dự án do Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Hiệp Đức chủ trì. Đây là dự án được thực hiện theo cơ chế Nghị quyết 02 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam về hỗ trợ chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nông thôn miền núi và xây dựng nông thôn mới. Dự án thực hiện từ tháng 6 năm 2020 đến nay với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của tỉnh và kinh phí đối ứng của huyện cùng với người chăn nuôi. Ngoài đào tạo tập huấn kỹ thuật, dự án mua và cấp nguyên vật liệu phối tinh, giống cỏ, phân trồng cỏ, bao ủ cỏ hỗ trợ đến người dân tham gia dự án, hỗ trợ thức ăn, vaccine cho vật nuôi trên cơ sở vận động người chăn nuôi tham gia mô hình đối ứng kinh phí. Qua 3 năm triển khai tại 9 xã thị trấn của huyện Hiệp Đức, dự án đã phối tinh cho 300 con bò mẹ, trong đó có 289 con mang thai, kết quả có 256 con bê ra đời. Tham gia dự án, người dân biết áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào chăn nuôi như thực hiện phối tinh nhân tạo, sử dụng thêm thức ăn tinh, bố trí và xây dựng chuồng trại đúng quy định và biết chữa trị những bệnh thông thường cho bò. Thưa quý vị, lâu nay địa bàn miền núi Quảng Nam luôn phải đối mặt với nỗi lo sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Mỗi năm thiên tai đã làm hư hại hàng ngàn ngôi nhà, hàng chục người thiệt mạng. Điều đáng nói là những ngôi làng vùng núi nằm ở địa bàn hiểm trở, việc cứu hộ cứu nạn ngay mùa lũ thật không dễ dàng gì. Trước thực tế này, năm 2017, tỉnh Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết số 12 về sắp xếp dân cư miền núi dựa vào cộng đồng. Qua hơn 5 năm thực hiện, những ngôi làng được tái định cư không chỉ an toàn trước thiên tai mà đời sống vật chất tinh thần của bà con đã thay đổi theo hướng tích cực. Những năm trước, cứ đến mùa mưa lũ, hơn 60 hộ gia đình làng A Banh 2, xã Trơ Hy, huyện biên giới Tây Giang luôn nơm nớp lo sợ lũ quét. Nhà cửa thường xuyên bị lũ cuốn trôi. Từ nguồn vốn chương trình sắp xếp dân cư miền núi của tỉnh Quảng Nam, chính quyền xã Trơ Hy tổ chức họp dân, chọn đất, dựng làng mới. 3 năm ổn định ở tái định cư, ông Ria Nứa làm thêm ngôi nhà cho gia đình con trai. Bao năm nay, bà con cơ tu mơ ước được dựng nhà ở nơi cao ráo, giờ đã thành hiện thực. Như trước đây á, mà trời mưa bão lắm, thấy là đầy dụa, rất là khổ. Còn bây giờ thì nhà nước ủng hộ á, hỗ trợ cho bà con chẳng muốn đi nơi ăn ở. Để sắp xếp dân cư miền núi, từ năm 2017, tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết số 12 và năm 2021 tiếp tục ban hành Nghị quyết số 23. Theo đó, mỗi hộ tái định cư được hỗ trợ mặt bằng, tiền vật liệu và các công trình phụ trợ khác với tổng kinh phí 125 triệu đồng. Tránh tình trạng người dân bỏ làng tái định cư về lại làng cũ, người dân được chọn đất lập làng, chọn mẫu nhà phù hợp với truyền thống văn hóa của bà con. Cái chủ trương là ý đảng, hợp với lòng dân.
khi làm thì chúng tôi cơ bản là cái việc mà sự đồng thuận của người dân, và đây là yếu tố để tổ chức triển khai thực hiện các cái chính sách nó rất thuận lợi. Sau 7 năm thực hiện, tỉnh Quảng Nam đầu tư hàng trăm tỷ đồng để sắp xếp hơn 7.000 hộ gia đình theo từng cụm tuyến dân cư ở miền núi. Năm 2021, tỉnh Quảng Nam ban hành nghị quyết mới, tiếp tục sắp xếp dân cư cho hơn 7.800 hộ gia đình với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Do còn vướng cơ chế và thiếu đất tái định cư an toàn, tiến độ tuy có chậm so với kế hoạch đề ra, song các địa phương đang triển khai rất hiệu quả. Chúng tôi sắp xếp dân cư thì đầu tiên là phải đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân khi chúng ta sắp xếp tập trung hoặc là sang cả. Cái thứ hai nữa là phải có cái cương quyết, đó là cái sinh kế cho người dân, nghĩa là người dân phải được thu nhập cao hơn khi mà được sắp xếp. Tại 9 huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam, hiện có gần 10.000 hộ gia đình có nhu cầu sắp xếp di dời đến nơi ở mới. Đối tượng cần được sắp xếp lại nằm trong vùng thiên tai, khu vực có địa bàn hiểm trở, người dân sống trong rừng phòng hộ. Thực tế cho thấy khi người dân được tái định cư ở làng mới, tập trung hơn, chính quyền dễ đầu tư các hạ tầng thiết yếu, quy hoạch lại dân cư miền núi, vừa phòng tránh thiên tai, vừa giảm nghèo bền vững. Thưa quý vị, không đặt mục tiêu phải đứng trên đỉnh cao, Quảng Nam phấn đấu BCI năm tới duy trì được các chỉ số thành phần tốt, hướng đến cải thiện mạnh mẽ những chỉ số thành phần bị giảm điểm năm 2022, quyết tâm tạo ra sự khác biệt và chất lượng với sự phân công cụ thể từ cơ quan quản lý đến chính quyền địa phương trong việc nhận diện các khoảng trống cải cách. Theo chỉ đạo của tỉnh, các sở ngành địa phương buộc phải có bộ phận đầu mối theo dõi giám sát thực hiện kế hoạch đảm bảo đạt mục tiêu cải thiện các chỉ số thành phần BCI do đơn vị mình phụ trách, đo lường được kết quả tác động đến doanh nghiệp trên thực tế bằng sự minh bạch, cam kết thời gian thực thi. Nỗ lực cải cách này đã ít nhiều có hiệu lực thực tế. Kết quả dễ dàng thấy được là 100% thông tin tài liệu trừ tài liệu mật từ ngân sách, quy hoạch, dự án đầu tư, kế hoạch sử dụng đất, phát triển kinh tế xã hội đã được công khai trên các cổng thông tin điện tử của tỉnh, đơn vị, địa phương, cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp để doanh nghiệp biết và tra cứu. Việc kết nối trao đổi dữ liệu thông tin giữa Sở Kế hoạch Đầu tư với Cục Thuế đã góp phần rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ 5 xuống 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Việc nhận và xử lý hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp cũng được gỡ nhận từ Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Tất cả hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính đều được trả kết quả trước và đúng thời hạn, đảm bảo không có hồ sơ nào thực hiện quá hạn. 194 thủ tục hành chính trả ngay trong ngày và 554 thủ tục hành chính được cắt giảm trên 10% thời gian giải quyết. Thưa quý vị, hiện nay các vấn đề môi trường vô cùng quan trọng, giống như hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế. Chỉ số BCI do VCCI thực hiện với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID đánh giá về chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố, qua đó thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam. Trong báo cáo BCI năm 2022 vừa được công bố đầu tháng 4, lần đầu tiên VCCI USAID cùng các đối tác tư nhân giới thiệu và công bố chỉ số xanh cấp tỉnh BCI. BCI 2022 có 4 chỉ số thành phần được tạo thành từ 44 chỉ tiêu đo lường chất lượng quản trị môi trường tại các tỉnh, thành phố, theo hướng gắn bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế, bao gồm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu cho doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu, thúc đẩy thực hành xanh, chính sách và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường. Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, đây là bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng địa phương thân thiện với môi trường dưới góc nhìn từ thực tiễn kinh doanh, như mức độ ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường của các doanh nghiệp tại địa phương, trình độ quản trị và ứng xử với môi trường của doanh nghiệp, mức độ quan tâm, sẵn sàng đầu tư về vấn đề môi trường của chính quyền địa phương và nhiều vấn đề môi trường quan trọng khác. Kết quả năm đầu tiên cho thấy 3 tỉnh đứng đầu chỉ số BCI là Bắc Ninh, Trà Vinh, Lạng Sơn. Bắc Ninh đạt điểm số cao nhất bởi mức độ quan trọng của chỉ tiêu dữ liệu cứng, số trạm quan trắc tự động chất lượng môi trường không khí.
Thưa quý vị, Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam hướng dẫn lập quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp, trong đó có các khu công nghiệp đã và đang lập quy hoạch phân khu xây dựng trong khu kinh tế Mở Chu Lai, gồm khu công nghiệp Tam Anh, khu công nghiệp Tam Thăng, khu công nghiệp Bắc Chu Lai, theo quy định của Nghị định số 35 năm 2022 của Chính phủ, quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Theo đó, căn cứ Điều 56 Nghị định 35 năm 2022, văn bản số 1308 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các quy định pháp luật hiện hành về quy hoạch xây dựng, việc lập quy hoạch phân khu cho các khu công nghiệp thuộc khu kinh tế Mở Chu Lai, gọi tắt là các khu công nghiệp, được thực hiện như sau. Đối với các khu công nghiệp chưa có nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu xây dựng được phê duyệt trước khi Nghị định số 35 năm 2022 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2022, còn tổ chức lập quy hoạch phân khu xây dựng cho toàn bộ diện tích khu công nghiệp xác định trong quy hoạch chung khu kinh tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 5 điều 7 Nghị định 35 năm 2022 của Chính phủ. Đối với các khu công nghiệp đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng theo từng khu vực trong khu công nghiệp trước ngày 15 tháng 7 năm 2022 thì tiếp tục thực hiện việc thẩm định phê duyệt theo quy định tại mục 5 Nghị định số 44 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng và khoản 2 điều 34 Luật Xây dựng năm 2014. Quý vị vừa theo dõi một cải thiện chỉ số PCI tỉnh Quảng Nam phát vào tối thứ ba hàng tuần. Và chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bây giờ như thường lệ sẽ là những thông tin về tình hình dự báo thời tiết, bản tin do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam cung cấp. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.